Xin chào cô chú anh chị cùng toàn thể tất cả các bạn đang theo dõi video này. Sau đây Hoàng Hồng lại tiếp tục kiểm tra một bộ âm thanh C11 nâng cấp 2 giây trước khi gửi đi cho chị Nguyễn Như ở Lương Sơn, Hòa Bình. Trước khi gửi bộ C11 nâng cấp này thì Hoàng Hồng sẽ gửi tặng chị và cả nhà cùng nghe bài hát chèo Hòa Bình quê hương miền Tây Bắc với làn điệu Luyện Năm Cung, soạn lời của Tiên Kiên Thích cả nhà nhé. Liên hệ với Hoàng Hồng qua số điện thoại 0965 78 79.